7. Thực phẩm có thể gây hại cho tim mạch Chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch cần tránh các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cũng như nắc chi và đường dư thừa. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, bệnh tim gây ra khoảng 655.000 trường hợp tử vong Mỹ mỗi năm cứ 36 giây lại có một người chết. Đó là một con số đáng sợ, nhưng bạn có thể làm gì đó để tránh điều này xảy ra với mình. Và đó là bằng cách xem xét kỹ hơn những gì bạn ăn. Theo Itis, bước đầu tiên dễ dàng mà bạn có thể thực hiện để cải thiện đáng kể mức cholesterol và huyết áp là thay đổi chế độ ăn uống của mình. Bạn nên tập trung vào việc áp dụng một chế độ ăn uống có nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc, ngũ cốc nguyên hạt dầu chất xơ, sữa ít béo, thịt, da cầm bò da, cá, các loại hạt, các loại đậu và dầu thực vật không nhiệt đới như dầu ô liu. Chế độ ăn uống lành mạnh cho tim nhấn mạnh chất xơ, omega 3 và protein nạc, đồng thời tránh chất béo bão hòa chất béo chuyển hóa, cũng như nát chi và đường dư thừa. Sau đây là những thực phẩm nên tránh để giữ cho tim mạch luôn khỏe mạnh. Bánh ngọt Các loại bánh ngọt thương mại không chỉ chứa nhiều đường mà còn có thể được pha chế bằng dầu hydro hóa một phần, hay còn gọi là nguồn chất béo chuyển hóa tiềm năng. Mặc dù chất béo chuyển hóa đã bị cấm trong thực phẩm sản xuất, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy chúng trong các món nướng và nhiều món ăn nhà hàng. Khoai tây chiên Khoai tây chứa nhiều calo, chất béo và chi. Chế độ ăn ít natri là điều cần thiết cho một trái tim khỏe mạnh. Hiệp hội tim mạch Mỹ giải thích rằng, ăn hơn 2.300mg muối mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng đối với bệnh tim mạch. Nước trái cây đóng chai. Trong khi nước ép trái cây 100% có thể tốt hơn so với soda. Nhưng nó có thể có tới 36g đường cho mỗi khẩu phần khi bạn uống nước ép trái cây và rau củ bạn đã loại bỏ hầu hết chất xơ cần thiết có thể giúp bình thường hóa lipid máu tăng cao một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim nước ngọt uống quá nhiều nước ngọt không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn có khả năng ngăn tim mạch của bạn hoạt động bình thường adam slaver bác sĩ tim mạch lâm sàng và đồng sáng lập nanohel associates cảnh báo uống soda gây ra những hậu quả nghiêm trọng Soda thường xuyên thúc đẩy tăng đột biến insulin, dẫn đến tăng cân và có thể gây ra một loạt các rối loạn chuyển hóa. Ngoài đường, soda còn có axit phosphoric có thể thúc đẩy loãng xương và có thể là tác nhân gây ung thư. Và đường có thể dẫn đến viêm là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Gà rán. Gà rán có thể là một lựa chọn tiện lợi và ít tốn kém. Tuy nhiên, với một miếng đùi gà rán có thể chứa 19g chất béo và 910mg natri hai chất này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kem Thưởng thức một miếng bánh quy và kem không ảnh hưởng nhiều tới một chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, khi bạn ăn quá nhiều kem chắc chắn là gây hại cho sức khỏe. Theo The New York Times, ăn quá nhiều kem có thể dẫn tới sự gia tăng insulin và triglyceride, làm tăng huyết áp, tâm thu và nhịp tim, đồng thời khiến các tiểu cầu trong máu trở nên dính và vón cục, có thể gây tắc nghẽn các mạch nhỏ của tim và làm giảm lưu lượng máu đến tim những tình trạng đó cuối cùng có thể dẫn đến một cơn đau tim. Nếu lưu lượng máu đến tim không được cải thiện, thịt đã qua chế biến. Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích, thịt sông khói và các loại thịt nguội khác đều là những thực phẩm tồi tệ nhất đối với sức khỏe tim mạch. Vì chúng có hàm lượng chất béo bão hòa và nát chi cao. Thay vào đó, hãy bổ sung các loại thịt nạc như gà tây, gà và thịt bò ăn cỏ, các loại cá béo như cá hồi và cá trích.